Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món bánh quai vạt. Về nguyên liệu thì mình sẽ làm phần bột trước nha. Phần bột thì mình sẽ chia làm hai loại là bột dầu và bột vỏ. Về phần bột dầu thì mình sẽ có là 40g dầu ăn, 100g bột mì số 8. Để mình sẽ giới thiệu nguyên liệu trước, rồi hồi mình sẽ nói về cái phần bột sau nha các bạn. Bột vỏ thì mình sẽ có là 200g bột mì đa dụng, 100g bột mì số 8. Dầu ăn thì mình sẽ dùng là 100g nước lọc, 110g nước lọc. Để mình sẽ lấy cho các bạn xem cái phần bột mì số 8 của mình và phần bột mì đa dụng. Thì đây là bột mì, còn gọi là bột mì số 8 các bạn, cake flour. Thì cái bột này thì dùng để chuyên dụng làm bánh bông lan. Do bánh bông lan thì người ta sẽ không có cần độ dai, do đó là cái hàm lượng protein á, các bạn coi cái hàm lượng protein á, nó sẽ dao động từ 7-9% như thế này. Tại vì mình sẽ cần cái hàm lượng protein thấp cho cái món bánh này thôi. Bột mì đa dụng các bạn dùng hiệu nào cũng được hết nha. Cái này mình mua ở Bixi á, hay còn gọi là Go đó, sau này thì đổi tên là Go rồi. Bột mì đa dụng thì hàm lượng protein là từ 9,5-11. Thì trường hợp á, các bạn không có bột mì đa dụng á, mình xin lỗi, trường hợp mà các bạn không có bột mì số 8 này nè, thì các bạn thay thế hoàn toàn là bột mì đa dụng để làm luôn. Nhưng mà nếu như tìm được thì nên dùng pha hai loại bột, thì cái bánh của mình nó sẽ giòn, nó sẽ đúng hơn. Như cái phần bột dầu nè, ở đây mình dùng là 100g bột mì số 8, tức là 100g bột cake flour á. Thì không có thì các bạn thay thế bằng 100g bột mì đa dụng luôn. Tương tự đây thì cũng 100g bột mì số 8 thì cũng thay thế bằng 100g bột mì đa dụng. Thì trong làm bánh á, thì bột mì nó sẽ chủ yếu nó sẽ có 3 loại như thế này. Thì đây là bột mì chuyên dụng làm bánh mì, cái này mình giới thiệu thêm nha. Thì bột mì làm bánh mì á, thì hàm lượng protein nó sẽ dao động từ 12-14%. Do bánh mì nó cần độ dai á, do đó cần cái hàm lượng protein cao. Còn cái bánh này không cần hàm lượng protein cao, do đó mình sẽ pha hai loại bột. Thì cơ bản nó sẽ có 3 loại bột mì. Bột mì số 8, cake flour, bột mì đa dụng và bột bánh mì. Cái này mình giới thiệu thêm để cho bạn nào mà nhiều khi các bạn nhìn thấy bột mì nhiều quá các bạn phân vân, thì sẵn đây mình giới thiệu luôn. Tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu phần nhân nha. Nhân á, thì mình hôm nay thì mình sẽ làm là nhân dừa với nhân môn. Thì cái này là mình mua của người ta sơn sẵn rồi. Thì bạn nào mà ở trung tâm thành phố Trà Vinh á, thì có thể tìm mua ở tiệm bánh kem Khánh Hồng nha. Cái này do mình bảo quản lạnh nên nó tươm nước ra. Thì mình cũng đã có công thức làm nhân môn, rồi nhân đậu xanh, đậu đỏ. Thì mình sẽ để đường link ở phần mô tả. Còn về nhân dừa thì mình có cái công thức làm nhân dừa trong cái món bánh quy dừa. Mình cũng sẽ để đường link ở phần mô tả cho các bạn tham khảo công thức nhân dừa. Thì tổng cộng là mình có 4 công thức nhân. Các bạn thích loại nào thì mình dùng nhân loại đó nha. Công thức bánh quai vạt ngày hôm nay của mình á, vỏ nó sẽ giòn nha các bạn. Ở quê mình thì bánh quai vạt vỏ nó sẽ giòn. Có những nơi thì bánh vỏ mềm. Thì nếu như các bạn thích vỏ mềm á, thì các bạn có thể là áp dụng công thức làm bánh bía của mình. Thì cái vỏ bánh bía nó cũng sẽ mềm, các bạn có thể áp dụng cho cái món bánh quai vạt này. Còn riêng hôm nay thì bạn nào làm công thức này á, thì vỏ nó sẽ giòn nha. Mình sẽ làm phần bột dầu trước nha. Bột dầu thì sẽ gồm là 100g bột mì số 8 nãy mình nói nè, với 40g dầu ăn. Rồi mình trộn lên cho nó đều là được. Nó đơn giản như vậy thôi. Các bạn trộn lên hoặc mình nhồi 1 phút là được rồi. Nó nhanh lắm. Cho nó đều như thế này nó dẻo là được. Rồi mình sẽ để qua một bên nha. Tiếp theo thì mình sẽ đi làm phần bột vỏ. Mình cho các nguyên liệu vào.
Thì mình cái clip này mình hơi nói nhiều một chút nha các bạn, tại vì mình sẵn mình chia sẻ luôn. Độ giòn của bánh á, nó sẽ phụ thuộc vào dầu ăn á các bạn. Đây hiện tại ở đây mình dùng là 100 g dầu ăn nè, 100 g, mình xin lỗi, 110 g nước, thì tỷ lệ dầu và nước nó gần như là 1:1. Thì nếu như á, các bạn mà hạ cái lượng dầu xuống, tăng lượng nước lên á, thì cái bánh nó sẽ mềm. Còn nếu như các bạn mà giữ 50% dầu và gần như là 50% nước thì bánh nó sẽ giòn nha. Độ giòn hay không là phụ thuộc vào dầu ăn á. Dầu ăn nó ít quá thì bánh nó không có giòn. Mình cho nước với dầu ăn mình khuấy trước nha, khuấy cho nó đều rồi hãy cho bột vào. Về phần bột vỏ thì hồi nãy thì mình đã nói là nếu như mà không có bột mì số 8 á, thì các bạn dùng bột mì đa dụng luôn cũng được. Nhưng mà mình sẽ chỉ thêm cho các bạn là một cái cách nữa để giúp hạ protein ở trong bột. Bây giờ ở đây mình có là 200 g bột mì đa dụng nè, 100 g bột mì số 8, thì tổng cộng là 300 g bột mì đi. Thì các bạn có thể là mình dùng khoảng 280 g bột mì đa dụng, các bạn cộng chung cho mình là 20 g bột bắp, thì bột bắp nó cũng sẽ giúp hạ protein ở trong bột. Đó cũng là một cách. Cái này là tùy theo các bạn nha. Thì đó là toàn bộ những kiến thức mà mình biết thì mình chia sẻ hết cho các bạn á. Khuấy cho nó đều lên nha các bạn. Cho thấy nó vừa đều là được. Rồi mình cho bột mì hết vào. Mình cũng trộn rồi xong mình nhồi nha các bạn. Cái bột này thì mình không cần phải nhồi lâu giống như mình nhồi bánh mì, nhồi cho thấy nó đều là được. Tùy theo bột nha, nếu như mà các bạn thấy bột nó hơi khô quá thì có thể cho vào tí nước thôi. Nhồi cho nó dẻo là được rồi nha các bạn, không cần nhồi lâu nha, nhồi lâu nó sẽ bị chai bột á. Có thể là các bạn bọc miếng bột thực phẩm lại và để cho bột nó nghỉ khoảng 10 phút cũng được. Bột dầu này mình khỏi đậy cũng được nha, tại trong đây nó dầu nó không có bay hơi đây đâu. Còn trong đây nó có nước đó, đôi khi mình để hồi nó khô bột. Phần bột vỏ thì mình sẽ chia ra là 12 phần, mỗi một viên thì nó khoảng 40-41 g. Còn bột dầu thì mỗi một viên khoảng 11 g, thì cũng chia làm 12 phần luôn. Rồi mình sẽ cho cái cục bột dầu vào chính giữa này rồi mình túm nó lại nha. Tiếp theo thì mình sẽ đi cán nha. Mình cán cho nó hơi dài dài là như thế này nè. Mỏng mỏng nha các bạn. Dài dài mỏng mỏng để cho nó cuốn được nhiều lớp á. Cái này mặt này nó láng nó đẹp nè. Mình sẽ lấy cái mặt ở dưới đây nha. Mặt ở dưới đây nó xấu hơn nên mình cuộn. Cuộn lại. Sau đó mình cán dọc ra nữa. Và mình vẫn lựa cái mặt nào đẹp nha. Mặt này xấu nè, mình sẽ gấp nó vô. Các bạn xếp lại cho mình là ít nhất là 3 lớp nha. Mình đã làm được một cái nè các bạn. Tùy theo các bạn nha, nếu như các bạn thích cái nó nhỏ hơn á thì các bạn chia bột ra cho nó nhỏ hơn nữa. Mình chia làm 12 phần thì các bạn có thể chia làm 24 phần. Nhân á, thì mình chia ra mỗi một viên nhân thì nó khoảng 50 g. Các bạn lấy miếng bột thực phẩm á, mình đậy là để bột nó bị khô nha.
Rồi mình sẽ cán nó ra. Cán nó ra cho đủ gói là được nha. Mình lựa cái mặt đẹp nha các bạn. Rồi mình sẽ gấp mép lại. Này mình làm cũng được khéo nha các bạn. Tạm ổn thôi các bạn, chứ nó không có được đẹp. Thích đè dẹp dẹp nó xuống nha. Mình đã gói nó xong rồi nè các bạn. Trong lúc gói thì các bạn mở lò nướng cho mình nha, 180 độ C, hai lửa và bật quạt nha, để cho lò nó nóng trước, rồi sau khi mình làm xong là mình đi nướng liền. Ở đây mình có một ít màu thực phẩm màu đỏ nè, các bạn dùng hiệu nào cũng được hết nha. Có thì các bạn chấm lên cho nó đẹp, mình pha một ít nước, tại vì mình thấy người ta bán người ta cũng ưa chấm nó lên như thế này nè. Nhân môn á mình chấm hai chấm cho nó dễ nhận dạng các bạn. Mình sẽ để vào rãnh giữa nha. Mình nướng được nửa tiếng rồi nè các bạn. Sau nửa tiếng á thì mình sẽ tăng nhiệt độ lên nha, 200 độ C. Mình sẽ nướng tiếp tục đến khi bánh vàng. Cái món bánh này ở chỗ mình thì người ta không có quét trứng các bạn, chỉ nướng như vậy tới vàng thôi. Còn nếu như các bạn thích quét trứng thì có thể là dùng cái lòng đỏ trứng gà, các bạn cho vào ít nước lọc đánh cho nó tan ra, sau đó các bạn nướng đến khi mà thấy nó hơi vàng nhẹ rồi các bạn quét trứng lên mặt rồi cho vào nướng đến khi mà nó vàng ưng ý là được. Mình nướng thêm được 25 phút rồi nè các bạn, nó vàng ưng ý là được nha. Bánh này do mình làm lớn nên nó sẽ nướng hơi lâu. Nếu như các bạn mà làm cái nhỏ bằng phân nửa này thì nướng nó sẽ nhanh hơn chút. Nhưng mà thời gian bánh này nướng cũng sẽ hơi lâu chút các bạn, tại vì do mình cần độ giòn á nên nướng hơi lâu. Rồi mình sẽ lấy bánh ra mình để cho nó hơi nguội chút nha. Bánh này có mấy cái mình gói không chặt đó các bạn, nó bị hở miệng ra như thế này nè. Với lại mình gói nó không được đẹp. Những người chuyên nghiệp người ta gói cái bánh nhỏ mà nó rất là đẹp các bạn. Bánh này sau khi để nguội xong á thì các bạn có thể là mình để bên ngoài hoặc là các bạn cho vào ngăn mát của tủ lạnh nha. Để ngoài thì các bạn cũng phải bảo quản kín lại. Cho vào ngăn mát của tủ lạnh thì có thể là cho vào một cái hộp á. Các bạn nhớ dùng một ít vài miếng khăn giấy, các bạn lót ở dưới hộp rồi mình cho bánh vào để khăn giấy nó sẽ giúp hút ẩm á, rồi mình để ngăn mát mình ăn từ từ cũng được. Công thức vỏ bột này nếu như bạn nào mà thích nhân mặn á thì có thể làm nhân mặn. Cái này tùy theo các bạn nha, có thể là biến tấu lại. Mình là dùng nhân thịt, củ sắn, cà rốt đó mình xào rồi mình nướng. Mình để cho nó hơi ấm ấm vậy nè, mình sẽ cắt ra cho các bạn xem nha. Đây, cái bánh nó phải tách lớp như thế này nè. Khi mình cắt ra bánh, cái vỏ bánh nó bị bể là chuyện bình thường nha các bạn, tại vì do cái bánh này là vỏ giòn. Cái này mình để cho nó hơi nguội chút xíu nữa, cái vỏ nó sẽ đẹp trở lại.
Nó còn hơi ấm. Mình ăn thử nha. Rất là ngon các bạn. Với lại cái công thức này cũng rất là đơn giản nữa. Mình xin chúc các bạn sẽ làm thành công với món bánh này nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.